Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasamita. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định Việt Nam và Indonesia là đối tác thương mại công nghiệp quan trọng của nhau tại Đông Nam Á, là hai thành viên tích cực của ASEAN. Việt Nam và Indonesia tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp. Hai nước có thể cùng nhau hợp tác phát triển hệ sinh thái xe điện và khai thác bền vững các khoáng sản phục vụ phát triển xanh. Bộ trưởng cũng chia sẻ, Việt Nam đang tập trung phát triển hệ sinh thái công nghiệp theo hướng bền vững và có các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, công nghiệp xanh, v.v. Đây cũng là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp của Indonesia có thế mạnh, có thể đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng Agus Gumiwang đánh giá cao tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia nói chung và giữa các doanh nghiệp hai nước nói riêng, đặc biệt quan tâm đến tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp ô tô điện, vận tải biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ. Những lĩnh vực này mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia trong hiện tại và trong tương lai.